Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin vụ bé trai 3 tuổi nghi bị ép hút ma túy ở Hóc Môn. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố mẹ ruột của bé về tội hành hạ người khác, còn người tình của bị can này cũng đã bị bắt về tội hành hạ người khác và tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội và công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chiều ngày 18 tháng 5, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin về vụ việc bé trai 3 tuổi ở huyện Hóc Môn nghi bị ép hút ma túy mà mạng xã hội đăng tải vào cuối tháng 3 năm 2023. Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can Nguyễn Thị Thảo Nguyên, 23 tuổi, mẹ ruột bé trai về tội hành hạ người khác, đồng thời ra quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giữ sang cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can do Nguyên đang mang thai 31 tuần. Trước đó, công an cũng đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Bậm, 44 tuổi, là người tình của Nguyên về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội hành hạ người khác. Như Pháp Luật Online đưa tin trước đó, cuối tháng 3, anh Tê phát hiện việc con trai 3 tuổi nghi bị bạo hành, nghi bị ép dùng ma túy nên trình báo công an. Theo đó, anh Tê và chị Nguyên là vợ chồng, có hai con. Do mâu thuẫn, người vợ đã đưa hai con bỏ đi, chung sống như vợ chồng với Bậm. Cuối năm 2022, khi nghe thông tin L có sử dụng ma túy nên anh Tê đã đưa con đầu về nhà. Riêng bé an toàn vẫn sống với mẹ. Sau đó, anh phát hiện các clip nên báo công an và đăng tải lên mạng gây xôn xao dư luận. Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an huyện Hóc Môn vào cuộc điều tra, truy xét. Đến ngày 26 tháng 3, các trinh sát bắt giữ Bậm khi đang lẩn trốn tại xã Tân An Hội, huyện Củ Chi. Khám xét chỗ ở của Bậm, cơ quan chức năng thu giữ 0,21 gam ma túy và một số tang vật liên quan. Bậm và Nguyên cũng được xác định dương tính với ma túy, cháu an toàn âm tính và đã được công an thành phố Hồ Chí Minh đưa đi kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. Kết quả sức khỏe ổn định, chưa có dấu hiệu bất thường. Về vụ việc 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy, Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an thành phố tiếp tục yêu cầu các phòng nghiệp vụ, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn điều tra mở rộng, truy xét vụ án.